Và hôm nay thì nhân tiện là lắp ráp cái loa sub SD18-1500EL cho khách hàng. Cho nên thì sẵn tiện đây thì đang lắp ráp thì quay video luôn để chia sẻ cùng với tất cả mọi người về cái dòng loa sub của BBDO Thái Lan. Thì trọn bộ cái dàn sản phẩm này của khách hàng thì với loa full và loa stretch chỉ sử dụng BBDO tầm trung thôi. Đó thì với là dàn âm thanh của stretch sẽ sử dụng là D450S phiên bản 2016. Đây là cái bản nâng cấp của 452 la mã. Rồi, loa full thì loa full tầm trung phiên bản mà Tài đã từng giới thiệu rồi, dành cho thị trường Ấn Độ, 15 BM 400B bản V3. Và loa sub thì nó là đây, được sử dụng là dòng SD18-1500EL. Thì hệ thống âm thanh này sẽ được kết nối là đánh 3 quay, bao gồm có cả loa monitor và lại sử dụng với mixer X32 Compact. Và đây thì sản phẩm thùng thì quay cho khách hàng cũng xem qua luôn. Thì riêng đối về cái dòng sản phẩm mà đánh thiết kế âm thanh bao quay á, thì bên trong sẽ chẳng có cái gì nữa, từ loa full cho đến loa sub luôn, cũng chẳng có phân tầng. Đây thì đây là cái thùng loa sub mọi người nha. Đó, còn loa full thì ủa đâu mất tiêu rồi. Rồi loa full đẩy ra ngoài luôn hả? Rồi để ra quay loa full luôn. Loa full thì cũng đã lắp ráp rồi, và sau khi lắp ráp xong thì sẽ mời mọi người cùng nghe qua luôn. Đây nè, đây là đã lắp ráp xong rồi nè. Đó, bao gồm là ở dưới là loa sub SD18-1500EL. Đó. Rồi trên là loa full nha. Full là 15BM400B bản V3. Và sau khi kết nối thì sẽ mời mọi người cùng nghe luôn. Thử sub thì cũng phải kết hợp cả full nữa, rồi mọi người cũng phải đeo tai nghe thì mới nghe rõ được nha. Rồi ráp luôn cái thùng sub còn lại đi. Thì đây là loa monitor nè. Đó. Loa monitor. Trời mới vừa có một cơn mưa qua cho nên là cái sân nó bị ướt. Rồi dàn này chơi VIP lắm. Mixer Compact. Đó, X32 Compact. Và kết nối 3 quay. Và dàn rất đơn giản, chỉ toàn thấy main thôi chứ chẳng thấy gì. Chỉ có main mà thôi. Main, hai main, một bao gồm main 4 kênh, main 2 kênh đánh sub. Rồi đến bộ micro. Và về thì khách hàng có riêng một cái main rời để bên ngoài nữa để kết nối monitor. Đây thì dây nhợ thì sẽ setup sẵn. Về chỉ có việc cắm vào phần monitor nữa là xong thôi. Để thêm một chiếc main vào hay là đút vào bên trong tủ nữa thì tùy ý khách. Còn ở đây tóm lại hệ thống là chỉ như vậy. Rồi bây giờ sẽ ráp nốt cái phần còn lại. Ráp đang ráp luôn cái phần còn lại nữa thì sẽ bắt đầu đưa ra test, mời mọi người cùng nghe thử ha. Đó, này là mặt trên nè. Phía mặt trên của loa sub SD18-1500EL. Thì cái phiên bản này là côn của nó là 114 và được sử dụng là côn dây tròn lớp trong và ngoài. Và còn một dòng nữa là SD18-1700EL, có nghĩa là công suất sẽ lớn hơn nữa, thì sẽ được sử dụng là dây dẹp hay còn gọi là dây vuông, và cũng sử dụng dây dẹp một lớp ở quấn ở bên trong và một lớp quấn ở bên ngoài. Còn cái này thì là dây tròn lớp trong lớp ngoài. Và cái công suất của cái sub này á thì chỉ có là 1500W. Còn lên đến cái dòng mà SD18-1700 á, cái này là SD18-1500EL thì sẽ là 1500W. Còn lên SD18-1700EL là cái công suất sẽ là 1700. Thì ở đây có ghi rõ luôn. Đó, ở đây có in rõ nè. Phần này mà tại vì ở ngoài ánh sáng đang bị chói quá. Ở đây nói chung là khi khách hàng mua về, mua những cái loa rời về thì cứ nhìn vào đây là sẽ biết thôi. Ở đây là sẽ để là công nghệ dây tròn lớp trong và ngoài. Còn lên tới cái dòng 1700L á thì nó sẽ là dây vuông hay còn gọi là dây dẹp đó, thì cũng một lớp bên trong và một lớp bên ngoài luôn. Rồi thì bây giờ để hoàn thiện cái phần máy móc xong rồi, xin mời mọi người cùng xem và theo dõi video nha. Và hệ thống kết nối thì sẽ bao gồm như thế này mọi người nha.
đánh bao quay. Thì bao gồm là ở đây nè, nhìn phía bên dưới có ngõ ao 1 và ao 2. Đó, ao 1, ao 2 sẽ là low. Rồi đến ao 3 và ao 4 sẽ là mid. Và đến low 5, ý anh, ao 5 và ao 6 sẽ là high. Đó, có nghĩa là bass, trung, trap. Và cái ngõ ao 7 và ao 8 ở đây thì mặc định của nhà sản xuất là nó là ngõ main out, left và right. Và bên tài đã chỉnh sửa lại, tùy biến lại thì bây giờ nó sẽ là ngõ monitor. Thì sẽ được hai ngõ monitor nằm ở đây. Nhưng mà đây thì tài chỉ cắm có một dây thôi. Và để bên ngoài một chiếc main. Đó. Một chiếc main này là sẽ sử dụng có một kênh thôi nè. Đó, phát cái lo monitor đang nằm ở phía ngoài đó. Rồi còn về phía bên phần tủ máy thì đơn giản thôi. Chỉ có hai main, bao gồm main mỏng ở trên là 4 kênh và main ở phía bên dưới là đánh súp. Rồi quay về phía bên này. Video này thì mọi người phải đeo tai nghe thì mới nghe rõ ràng được nha. Khi mà tự thử test á. Đó. Đây. Về phần loa. Rồi sẽ y như thế này ha. Này quay luôn cho khách hàng để khách hàng xem nè. Khách hàng đặt hàng thì đó thì tài đã có cái video mà nói về cái dòng 400B bản V3 này thì cái mũi của nó sẽ có cái logo BA nằm đây. Và đây là trep 450S phiên bản 2016. Rồi loa sub SD 18 1500EL. Rồi để bây giờ phải chuyển sang cái mic định hướng và để mở từng dãy mọi người nghe ha. Thì ở đây thì thôi khỏi chuyển luôn, mọi người đeo tai nghe nha. Nhưng mà chưa có cái iPad phát nhạc. Cái iPad không? Lấy cái iPad mà. Kìa, iPad nằm trên kia. Rồi mọi người đợi xíu nha. Tay chuyển cảnh để đặt máy quay lên trên chân quay đã. Và sơ lược về cái phía mặt trước này thì khách hàng xem qua để mà có thể là sau này xem lại video để khi nhận hàng thì biết cách sử dụng nha. Hai fader này. Đó, thì cứ trước tiên là hiện tại là cái đèn Matrix Mency đang sáng nè. Đó, màu vàng nè. Đó, bấm lại thì xuống heo. À, cứ nhấn vô cái Matrix Mency. Thì ở đây hai fader này sẽ là low, là dãy sub ha. Đó là sẽ cái dãy sub. Rồi hai fader này sẽ là cái dãy mid. Đó là dãy trung. Rồi đến hai fader này sẽ là dãy trep. Đó, đánh bao quay. Và fader này thì ở cái phần Matrix này nó sẽ không sử dụng thì màn hình nó sẽ không có lên. Cái màn hình bên trong này sẽ không hiển thị. Thì trời chói quá không thể quay vào bên trong màn hình được. Trời đang sập chiều chuẩn bị mưa nữa. Thì cái Matrix C nè, nằm kế cái phần main tổng sẽ là fader của monitor. Thì tài sẽ lần lượt thử lên mọi người nghe. Đáng lý để trên để máy trên máy quay nhưng mà bây giờ phải cầm trên tay vậy để quay luôn nha. Rồi đeo tai nghe mọi người nha. Đây để lên sub nè. Mở sub nè. Mid nè, trep nè. Rồi đây là cái hai phần này là đèn đang chớp nè. Là từ iPad nó đã có tín hiệu nhạc sang rồi nè. Rồi. Sau đó tài sẽ tắt từng dãy đi ha. Tắt từng dãy đi mọi người nghe nha. Chút nữa mọi người nghe sẽ biết cái nóc tôn ở phía trên nè. Đó, đây là nguyên một hàng tôn ở phía trên. Thì nghe tôn nó hòa quyện vào cái âm thanh nghe nó rất là vui tai nha. Rồi mở lại. Giờ tắt trep nha, tắt từng dãy nha. Đó, này là tắt luôn full rồi nè. Full tắt này mọi người nha, full nè. Thì cứ quen miệng gọi là full đó. Nhưng mà thật sự ở đây bây giờ nó sẽ là dãy mid nha. Dãy mid nè. Dãy trep nè. Rồi bên đây là dãy trep nè. Rồi nghe súp không nè.
men tổng này thì cả ba giải này đều đến hết tất cả. Đó, kéo một mình cái fader tổng này thôi. Rồi mở monitor nè. Đây là monitor riêng ở phía đây. Tiện lợi đúng không mọi người? Nè, đây là cái fader Man MC nha. Để quay lại sát cái màn hình bên trong này thấy lấy. Có đây có đặt chữ luôn, đặt thẳng chữ monitor luôn nè. Đó, bên trong cái màn hình nè, đặt chữ monitor luôn, có hình cái loa luôn. Đó. Rồi, chỉ có việc đẩy lên. Đó. Đây là phần monitor nha. Đây là phần dàn chính nè. Đó, monitor. Sẽ được nằm ở phần kênh từ 1 đến 8. Đây, nhấn vào đây. Rồi. Lê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lê. Rồi, quên ghi thử luôn. Dòng quá đó. Kỹ thuật này chán quá. Lâu lâu lê, cho lên sóng mà cứ sợ. Lê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lê 1, 2, 3. Nói chung là cái dàn âm thanh này thì không có chống hú giống hiếc gì hết á, cho nên là đứng chỉ có nhiêu đây thôi, chứ đứng gần loa là sẽ hú đó. Và ở đây làm thì tài sẽ làm theo đúng cái nguyên tắc của âm thanh, chứ không có chống hú chống gì hết mọi người nha. Đặc biệt không chống hú, không có gì hết, thì chỉ sẽ đốt đến mức độ như đây thôi. Rồi thử lại nè, monitor vẫn hoạt động nha. Lê bọc hai. Rồi tắt tắt men tổng nè, tắt cái phần tổng, mọi người nghe âm thanh khác liền nè. Lê 1, 2, 3, Lê 6, 7. Tiếng nó đang ở đây. Lê 1, 2, 3. Mấy người cái lúc quay phim cứ quái đi vòng. Lê 1, 2, 3, Lê 6, 7, Lê 1. Cố
khúc này là lại gõ gõ vô loa được nè, lại gõ vô loa cái. Lê lê. Gõ thôi. Lê một hai. Gõ, gõ lo luôn. Lê tông tông. Gõ vô, gõ mạnh vô, gõ trép lê, gõ xuống luôn. Trép nè. Em đúc cái chén cho mọi người nghe, nghe nó hú không nè. Đó, rồi gõ dưới luôn, gõ xúp luôn kìa. Rồi giờ, giờ bắt đầu hú nè. Giờ đẩy lên. Giờ đẩy men lên hú nè. Lê. Rồi, đó, hú thấy bà nội luôn. Lê. Đó. Nói chung là vàng không có chống hú gì hết mọi người nha. Rồi, đẩy nhạc lại thôi. Ủa đâu rồi? Quảng cáo rồi. Quảng cáo rồi, quảng cáo rồi. Lộn à, tay cầm máy, tay cầm này nữa. Đây, phải nhấn vào cái đó. Rồi lên. When I wake up, don't quit, I fell for you. Tắt bớt cái monitor đi. Để có monitor nữa, đứng ngoài sau nghe lớn quá. Rồi. Long time before I knew us two would follow through. Hold on, don't give it up. Good things can come to you too. Xem và theo dõi video. Đến đây video này của Tài xin phép được kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video lần sau. Xin thân mến chào tạm biệt.